Rồi hôm nay chị hướng dẫn thêu ha. Chị làm video nhanh thôi, chị hướng dẫn. Tại vì hôm nào mà chị làm trọn bộ á, chị làm trọn bộ rồi chị sẽ hướng dẫn ngay từ đầu luôn ha, đầy đủ từ cái khâu mình cam, mình vẽ cho đến khâu mà chỉnh máy rồi mình làm các thứ từ đầu ha cho tới hoàn thành. Còn hôm nay chị làm cái video nhanh thôi nha. Tại vì có một số em học trò cũ của chị ngày xưa học thêu á. Rồi bây giờ em ấy làm lại á, thành ra là chị phải hướng dẫn là tiện thôi, chị làm luôn một cái nhanh rồi mai mốt á, chị có thời gian chị sẽ làm một cái đầy đủ. Thì ở những cái áo mà thành phẩm chị đưa lên rồi đó là những cái đó là thêu tay ha. Mà thêu tay nó có hàng trăm, nó có hàng trăm kiểu. Thêu máy cũng vậy, chị hôm nay là chị làm cái kiểu cơ bản nhất ha. Thì chị đã làm một đoạn rồi. Xong bây giờ chị tiếp theo đặng chị hoàn thành ha. Bạn nào mà dứt dắt được á thì sẽ thêu được. Thì bạn nào cái này là cái máy mình yêu cầu mình có cái máy thêu dứt dắt như thế này thì mình sẽ thêu lên đủ kiểu luôn, mình thêu gói, mình thêu bông, mình thêu các thứ phong cảnh mình thêu được hết ha. Ở đây là chị chỉ thêu là cái rô đê lai tai thôi, rồi để một lát nữa chị làm một đoạn thôi chứ chị không có làm hết ha, làm hết nó lâu lắm. Là nếu như mấy em không quen á thì mấy em vẽ giống như là chị dạy hồi trước đó. Cái này là chị nói với mấy em cũ nha. Thì là mấy em làm như chị hướng dẫn hồi trước là cái cách mà vẽ thế nào, rồi cái cách bắt đầu thế nào thì mấy em nhớ rồi ha. Mấy em giờ chỉ ôn lại thôi, còn mấy bạn mới á, thì nếu như mà có nhu cầu học á, thì chị sẽ hướng dẫn từ đầu ha. Còn chị quen thì chị không vẽ nha. Mấy em thì phải vẽ ha. Ví dụ như cái đường rô đê này nè, chị không vẽ. Chị chỉ là đưa lên máy thì chị sẽ làm thôi, tại vì chị quen nó khác nha. Chị thiêu bông, thiêu hoa, thiêu con thú này kia nọ là chị không có cần vẽ. Nếu như trừ ra mà thiêu gối á, thì chị phải vẽ, tại vì cái gối á, thường là nó không so le được, nó phải bằng nhau, hai bên nó phải bằng nhau thì chị vẽ sơ sơ cái loại đoạn đầu tiên ha. Còn những cái chi tiết phụ thì chị không vẽ, còn những thiêu những cái lai tai hay những cái áo đơn giản thì chị cứ thiêu thôi, khỏi vẽ. Không vẽ hay là không can thì nó không có mực á, nó sẽ sạch cái áo. Đây chị bắt đầu. Ở đây là tới mình cách nè, mình cách 1 2 3 4. Mình cách 4, 4 cái rô đê thì mình sẽ một cái bông nhỏ. Mình sẽ lên 4 cái là nó nằm ở vị trí này. Nó có rất rất nhiều cách ha, rất nhiều cách, rất nhiều kiểu. Chị sẽ hướng dẫn từ từ. Tới điểm mình lên bông rồi. Mình muốn tạo quan thế nào thì mình làm như thế đó thôi, còn mấy em vô học thì chị sẽ hướng dẫn cụ thể từng ly thì mấy em sẽ biết. Kim lại số 0. Rồi bây giờ tạm thời mình đã xong cái lai tay ha, để chị cắt ra, rồi xong chị sẽ làm luôn cái lai áo. Ở đây là cái áo dài ha, áo dài thêu. Áo dài này mình thêu lai tay với lai áo. Mình chim giấy để cho cái đường thêu của mình ha, là cái giờ mình thêu xong là ở trong đây nó có giấy ở trong đây nè. Giờ chị xài giấy lúc này là tại vì cái dải lụa nó quá mềm đi. Chị xài giấy A4 để cho nó cái độ dày nó làm phẳng cái đường thêu mình. Nó có một cái loại giấy chuyên dụng để mình lót thiêu, nhưng mà ở đây mình thiêu gia đình mình thiêu ít thì mình chỉ cần xài giấy A4 bình thường là được rồi. Cái này là giấy căng thôi, để chị tháo ra cho xem. Cái giấy mình may mình kế để mình căng cái bằng căng thôi, chứ cái này nó không có phải cái áo mà lùm xùm như thế này. Có những bộ đồ thêu mình thêu xung quanh cái bâu áo luôn, bâu lá sen hoặc là bâu lăn tăm ha, mình thêu nó rất là đẹp.
mai cho kỹ vô đỡ cho nó khó. Cái này giải thừa thôi, giải thừa mình đem mình kế lên, tại vì cái này là chị làm nhanh cho nên chị là dùng cái giải thừa của nó chị kế lên luôn. Còn thường á là chị có nguyên một cái bộ đồ, một cái bộ dụng cụ thiêu, nó sẽ có những cái giải căng như thế này nè, là chị mua giải á, chị mua giải KT xong là chị cắt ra 15 cm, là chị cắt hết khổ giải, chị dắt sổ, chị làm ngay ngắn, chị xếp, rồi có kéo, rồi có các loại chỉ, rồi có bàn căng lớn nhỏ đầy đủ cái hộp đồ thiêu của chị. Nhưng lại tại làm nhanh thì chị không có lấy cái đó xài, mình chỉ xài cái miếng giấy dụng nhỏ vậy là đủ rồi thôi, lấy mà mất công. Tới hôm nào mà chị vô hàng loạt đồ thiêu thì bắt đầu chị sẽ chia sẻ với mấy đứa từng cái cách thiêu, thiêu bông, thiêu các thứ. Đây là hai cái lai tai chị đang kế lại, đến thôi chị không có cắt ra mấy em sẽ không hình dung được. Đây bây giờ chị bắt đầu chị cắt đây. Mình có kéo thiêu chuyên dụng của mình ha. Cái kéo thiêu rồi nó có độ cong nè, cái kéo rồi nó có độ cong nè. Để mình cắt mấy cái đường cong nè. Mình cắt chừa ra 1 mm. Mình chừa ra 1 mm, rồi sau này mình sẽ hơ đèn, hơ qua đèn cho nó đừng có bị tưa. Mà nếu như mà nó có tưa đi nữa thì nó cũng tưa có 1 mm vậy nè, nó cũng không có sao hết. Mà mình hơ nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như mà mình không cắt như vậy thì mình dùng cái bút cắt nhiệt á. Bút cắt nhiệt thì mình cắm điện vô thì mình cứ kê đầu bút mình kéo theo là nó tự cắt lên nó thôi. Nó cắt là nó hơ luôn đó. Nhưng mà chị thấy làm ít quá mất công, lục lạo ra nó mất công. Khi nào chị làm nhiều thì chị sẽ xài như vậy cho nó nhanh, còn này chị làm ít. Cái bút cắt nhiệt như là cái hàng chì vậy đó bút. Rồi mình có nhiều cái kiểu ha, mình thiêu mình châm lỗ trên giải, nó lủng lỗ đều đó, chân là mình dùng cái bút đó mình châm đó. Mai mốt chị sẽ thiêu từ từ, dần dần bớt đồ chút xíu, được sắp xếp thời gian lại rồi chị sẽ thiêu. Ở chỗ mình là có nhận đồ thiêu ha, nhưng mà là lấy chậm nha, phải đặt trước rồi mình sắp xếp cái thợ mình làm á. Tại thợ mình nó thiêu thì rất là đẹp, nhưng mà có cái là em nó làm đồ cũng là rất là nhiều luôn, cho nên là phải chờ đợi. Còn này là chị làm, mình làm xong rồi đây, để chị lấy cái tay ra cho xem. Cái áo này là của khách đây, cái tay áo chừng nữa nó như thế này nè, khi mình may vô á nó sẽ như thế này. Là bởi vì sao? Tại vì là cái bông nè, cái bông áo á là nó có cái màu, rồi sau này khách mình sẽ chọn cái quần màu tương tự như thế này. Cho nên mình mới chọn màu này nha, chứ lẽ ra thì mình sẽ chọn màu hồng lợt hơn cho nó hợp với cái áo. Cho nên là tùy theo cái cách sử dụng của khách mà mình phối chỉ ha. Bên này cũng như vậy. Rồi chị làm chút xíu và chị sẽ ủi luôn, ủi nó mới đẹp nha. Mình hơ xong rồi mình ủi nó thẳng ra. Lỡ phải cắt hai bên luôn cho nó xong hai đai tay luôn. Cái áo này nè là khách của mình á, là không phải là cái áo này không phải là ở tiệm chị Mai, mà là cái áo này là ở tiệm khác Mai, nhưng mà vô tình là vì lý do sao đó mà cái áo nó hơi bị ngắn, nó bị ngắn chiều dài á, cho nên là chị này mới nhờ chị là phối ren cho nó dài xuống. Nhưng mà cái ren mình chọn để nó phù hợp với cái áo này thì nó quá khó đi, nó không có. Nếu như có ren thì nó nhiều loại lắm, mình mua nó dễ lắm, nhưng mà mình phối lên nhìn nó không có đẹp mắt. Rồi xong chị mới quyết định là thôi bây giờ mình thêu đi, mình thêu để mà mình kế cái lai cho nó dài xuống thêm. Tại vì cái áo chị hiện tại là ngắn tới 4,5 cm lận, tức là gần 5 phân á, cho nên cái áo nó ngắn lắm. Rồi chị phải thêu dài xuống, thêu để tạo cái độ dài thêm, thì chị thêu thì chị phải thêu luôn cái lai tai. Chứ đúng ra cái lai tai này là người ta đã luôn rồi. Tại chỗ này, chỗ tình nghĩa chị không có từ chối ha. Chị làm, đây là chị làm xong rồi chị sẽ làm cái lai một tí xíu nữa. Thì cái tay chút nữa là mình sẽ ráp lại, tại mình tháo ra để mình thêu. Đây là cái tà áo đây. Hiện tại là đây, cái áo của khách mình á, là chiều dài nó có đến đây thôi. Đã sổ hết lai, nó có bi dai đây nè.
rồi hiện tại là tới đây thôi, thành ra là mình muốn thêm một khúc gì mình nói vô nó xấu lắm. Bây giờ chị sẽ thêu một đường rô đê ở đây, rồi một đường ở đây, rồi chị thêu xong chị sẽ cắt bề mặt bề trái hết, cho nên là nhìn sẽ không có thấy cái line mà bị lỗi của mình như thế này đây. Để cho mấy em làm là mấy em chị nói thì chị điện thoại, mấy em lại khó hiểu thì chị làm luôn để minh họa ha, rồi tụi cưng xem nha. Như này là như là hoa nè, bé nè, dạng nè. Rồi mấy đứa cưng vô coi cái cách làm này ha, rồi chị tại Tết chị bận quá ha. Rồi mấy đứa cưng sẽ theo giống như cái cách chị hướng dẫn nha. Đây trước tiên mấy đứa cưng kế xuống cái chiều dài áo cũ nè. Nó có tới đây. Đây nó có tới đây. Cái này chăm đồ nhìn vô cái này giùm nha, để thôi rồi gọi điện nói chuyện khó nha. Mấy đứa nhìn cái này giùm chị rồi mấy đứa áp dụng nha. Rồi mấy đứa em chia sẻ cho trong cái nhóm của mấy em giùm chị. Rồi đây là cái lớp này là cưng tưởng tượng, hãy tưởng tượng là lớp này. Yeah. Rồi còn một đường nữa thì nó sẽ nằm ở đây. Đây nè, nó sẽ nằm đây. Tưởng tượng là nó liền ngang chứ không phải cốp đôi gì nha. Chừng nữa nó sẽ nằm ở đây. Là chừng nữa cái lá áo mình có hai đường thiêu dăng ngang. Nhưng mà khi mình cắt xong thì mình cắt luôn cái lớp này rồi nè. Mình làm xong mình cắt lớp này rồi, cái lớp dưới nó thừa bao nhiêu thì mình cắt y như nhiêu. Yeah. Thì nó chỉ có một cái đường thiêu thôi chứ không có hoàn toàn, người ta không biết cái áo mình bị nối. Yeah. Là chỉ có hai đường thiêu ngang, nó không biết bị nối. Thành ra bây giờ là chị nói trước, là chị nói sẵn là tụi cưng thấy hai chị đang chấp nè, đang chấp giải nè. Rồi chị thiêu một đoạn, rồi chị sẽ cắt ra cho tụi cưng coi. Yeah. Ha, đặng tụi cưng hiểu. Rồi tụi cưng làm theo tương tự như vậy để áp dụng cái áo của tụi cưng nha. Tại vì chị nói chuyện qua điện thoại, mấy đứa cưng nói là không hình dung được. Cái này hiền luôn nè, mấy đứa cưng hỏi là mấy đứa cưng vô coi trong cái nhóm đó thì chia sẻ lên rồi tụi cưng xúm nhau tham khảo giùm chị để cho chị làm. Chứ để bây giờ mà mấy đứa cưng tới tiệm nữa thì không có còn thời gian để mà làm không kịp. Cái lỗi này có nhiều người gặp lắm, đôi khi vì lý do giải rút nè, rồi lúc mà khách người ta cắt á, cái thợ may người ta cắt á, người ta không có nghĩ là giải nó rút. Khi mà cắt xong nó rút xong nó lại bị ngắn thì người ta không biết xử lý thế nào ha. Thì cái này là mình cứu những cái ca đó rất là hài hiệu quả luôn. Đây là chị đang cứu cái áo này đây. Trừ ra làm biếng không chịu làm, chứ nếu mình chịu làm thì cái nào mình cũng cứu được hết. Đây hiện tại là mình chia miếng giấy vô nè. Rồi xong mình bắt đầu nha. Bắt đầu ngoài bìa vô. Chị làm xong rồi chị cắt luôn cho mấy đứa em xem. Chịu khó xem cái video nó hơi dài chút xíu. Trước tiên là mình vẽ cái đường rô đê. Cái đường rô đê mấy em không quen thì mấy em vẽ giống như chị hướng dẫn nha. Giống như chị từng hướng dẫn mấy em thế nào thì mấy em cứ vẽ cứ canh như thế đó làm. Còn ở đây thì chị không vẽ là tại chị quen tay nha. Mấy em đừng có theo chị để thôi nó méo mó hết à. Cái cách thêu này mình thêu đồ cho các bà mặc cũng rất đẹp nha. Mình may áo cổ tròn, cổ tim thôi, mình thêu xung quanh mình may cái tay lửng lo ra rất là đẹp. Đây bắt đầu mình thêu nè, sàn kim nè ha. Cái cách này tại sao lúc chị làm đường lớn, lúc chị làm đường nhỏ, lúc chị sàn kim ngang, lúc chị may đường gì chị kiếp, thì là em nào học thì sẽ hiểu cái cách đó à. Còn ở ngoài nhìn thì chắc là hơi khó hiểu ha. Chị sẽ để cái đường link Zalo ở dưới mỗi cái video đó. Bạn nào có thắc mắc thì cứ liên lạc với chị qua Zalo. Cái này là thiêu, này là thiêu lắc tay tự động, nhưng mà mình phải kìm bằng cái tay mình nha. Đây là mình kìm nè, chứ cái kim mình nó không phải tự động nó thiêu ra một cái đường như vậy đâu. Nè chị đang đẩy nè, đẩy vòng xuống. Cái này là mấy em mà trong tiệm thì đã biết rồi ha, còn ở ngoài tiệm thì nhìn chưa biết thiêu thì nhìn sẽ thấy nó hơi lạ chút. Mà nó bị đứt chỉ. Thiêu này phải kiên nhẫn lắm. Tại vì nó cái chỉ nó rất là yếu, sợi chỉ nó bóc mà nó rất là yếu, nó dễ có bị đứt lắm. Cái máy thiêu đặc biệt là xỏ kim nó khác cái máy may, là bắt ở trong đây xỏ ra nè. Chứ nó không phải như cái máy may của mình.
Thế mẹ mình xỏ ngang. Đây nếu đứt chỉ thì mình phải chấp lại từ từ một đoạn để mà mình giấu mối chỉ nha. Chứ nếu không là nó sẽ xấu cái đường thêu của mình. Hôm trước là chị có nói một chút xíu về thêu là ở trong cái video mà lên lai áo sơ mi á, là cái đoạn sau của video đó có một đoạn nói về thêu lai, mà ở cái đó là nó thêu là thêu nhuyễn, thêu nhỏ xíu mà cái rô đê nó chỉ có 7 mm thôi, còn ở đây là tới 1,5 á. Mình muốn làm nhanh thì tốc độ mình làm nhanh thôi nha, tại mình làm chậm á, mình muốn nhanh thì mình tăng tốc lên thôi, làm chậm dễ nhìn thấy để làm nhanh quá. Đây nè, là cái bảng này nè, cái bảng hiện tại là bảng 5 ly mà cái đoạn rô đê mình là cái này là khoảng 1,5, nhưng mình làm nó lớn lên là khoảng 1,7 rồi đó, còn mình muốn làm nhỏ thì cứ nhỏ lại thôi. À rồi còn thêm cái nữa là mình có loại cái bảng 7 ly ha, mình thích thêu lớn thì mình chỉnh cho nó lớn lên thì nó sẽ thành 7 ly, ở đây là 5 ly. Mình muốn 3 ly thì mình làm 3 ly thôi. Em nào có máy dứt dắt, có máy thêu mà muốn tìm hiểu về cái công việc này thì cứ liên lạc với chị rồi chị sẽ hướng dẫn. Cái này là chị làm rất chậm nha. Chị làm chậm để mà mình lên video thôi, chứ mình lên mà mình thêu sản phẩm của mình thì mình sẽ làm nhanh lắm, chứ không phải làm chậm như vậy. Cái này là làm ra tà áo nè, tới tà rồi nè. Rồi mình muốn dừng thì mình sẽ khóa chỉ nè, cho đừng có bung. Rồi cái phần 1 đây là cái lai mình nè, là chiều dài lai hết, chiều dài nó có tới đây thôi. Thì bây giờ mình tiếp theo nè. Giờ cái lai là xuống thêm khoảng tầm 4 phân nữa. Chiều dài 4 phân nữa. Thì đồng nghĩa là chị lấy cái lai tới đây nè. Để hai cái đường này cách xa quá nó sẽ không đẹp ha. Chị sẽ dời cái lai gần lại chút xíu xíu. Chứ lúc đấy là phải, lúc đấy là chị làm cái này nó xuống một chút xíu, nó đỡ chiều dài cho người ta được một chút xíu nè. Đây chị làm, chị chừa lại nè, ở đây nè, mấy đứa cưng là chị là chị ý định chị làm xuống tới đây nè. Nhưng mà xuống tới đây thì cái hai cái khoảng này nó xa quá, nhìn nó sẽ không có duyên ha. Chị dời lên một tí xíu. Dầu mà cho nên nó hơi khô dầu. Với lại mình làm ở trong cái phòng á, trong phòng thì tiếng nó ồn á, nó bị giọng lại á. Bây giờ mình bắt đầu nè, làm kem luôn. Tại vì cái máy làm nó bị, nó lớn tiếng, nó bị ồn, cho nên chị làm chậm cho nó đang nói chuyện cho dễ nghe đó, chứ mình làm nhanh nó sẽ ồn á. Ở đây là làm tốc độ khoảng tầm 50% thôi á, còn nếu như mà chị làm thông thường chị làm chị sẽ tăng lên 100% cho nó nhanh. Tăng 100% thì đồng nghĩa là nó ồn á, nó lớn mình gấp đôi. Thank you.
Rồi, ở đây là mình chỉ thêu hai đường, đường đơn giản ngang lai thôi ha. Rồi bây giờ mình lên bông, mình thích lên bông thì mình mới lên bông nè. Bây giờ mình dự tính lên bông thì mình mới lên nè. Bây giờ chị lên cái bông khác đi, chứ mình không lên giống lai tai cũng được, tại vì cái nó lớn nha. Nó lớn hơn cái lai tai của mình mới thì nè. Là cái lai tai mình làm một đường chiếc thôi. Bây giờ cái lai áo mình làm cái đường đôi nè. Bây giờ mình muốn làm, nó có nhiều cách để mình lên lắm. Thí dụ như giờ mấy đứa cưng muốn làm thì mấy đứa cưng cứ thêu y như vậy một đường nữa kế đây. Nó vẫn đẹp nha, là tổng cộng 3 đường. Ở dưới đường đôi, ở đây đường chiếc. Rồi mình cắt ra nó vẫn đẹp nha. Còn muốn lên bông thì mình lên bông xa xa, mình lên cái bông. Mình lên bông to hơn vẫn được luôn. Bây giờ ở dưới này chị sẽ lên to hơn ở trên nè. Chị lên bông to hơn ha. Tuy là mình làm lớn hơn nhưng mà cái bố cục nó phải giống nha, nó phải giống nhau nha, chứ mình không có được làm khác. Ở trên mình thêu vị trí của mình là ba chấm, thì ở đây mình cũng làm ba chấm. Ví dụ như mình thêu bên đó đó là ba chấm thì bên đây cũng là ba chấm, chứ nó không có làm khác đi. Tuy là nó lớn hơn thôi, nó lớn hơn cái của mình thôi, nó lớn hơn là cái lai tai của mình thôi, thì mình cứ làm như vậy cho đến hết cái lai. Rồi xong chị sẽ cắt ra. Lẽ ra là chị sẽ làm phía bên đây luôn rồi mới cắt, nhưng mà làm nữa thì cái video mới dài lắm, cho nên là chị dừng ở đây đi ha, rồi chị cắt ra cho mấy em xem để mấy em hình dung cho rõ luôn. Tại vì chị không có thời gian, chứ có thời gian chị sẽ làm từ đầu hết mọi thứ. Từ từ có thời gian chị sẽ hướng dẫn cụ thể. Mình tháo bằng căng. Chứ thông thường là chị sẽ thiêu đây xong chị thiêu bên đây luôn, rồi chị mới cắt. Chứ cắt trước về mất công mai lại phía bên kia lắm. Mà bây giờ bắt buộc phải cắt để cho mấy đứa em xem cái này mới được. Mà chị tháo giải căng ra, tại cái giải khăn của mình lúc đó mình kế vô nè. Đây, bây giờ chị cắt đây. Áo kiểu của mình cũng vậy ha. Mình muốn giảm bớt chiều dài thì nó dễ, nhưng mình muốn xuống chiều dài thêm nó khó ha. Thì có cái vụ thêu thùa này là rất là dễ luôn. Còn nếu như còn thêm một cái nữa, chị nói nè mấy đứa nhớ nè, là thêu á có nhiều cách lắm, chứ không phải chỉ có duy nhất cách này. Ví dụ như đang bây giờ là mình làm như vậy rồi, còn mình không làm kiểu này á, thì ở dưới đây mấy em cứ lên like bình thường cho chị, lên like bình thường luôn, bẻ like bình thường luôn rồi lại bình thường hết. Ngang đây mấy đứa em sẽ thêu những cái bông li ti như vậy nè. Thí dụ như thêu những cái đường đây đi, thêu những cái bông li ti nó nối liền với nhau. Rồi thêu xong những cái thừa mới đem cắt bỏ, thì giống như mình thêu một đường giăng ngang lai thôi, chứ người ta không biết mình nối lai nha. Cái này nó hay lắm, nó tiện lợi lắm. Chị nói mà ở chỗ chị mà có hai thợ mà làm suốt luôn cũng làm không kịp nữa. Chị chỉ cắt một đoạn, đặng hồi chị còn chấp thêm ha. Chị tại vì còn làm thêm một đoạn. Đây còn đặc biệt cái lớp này nè, để chị thấy. Giờ hiện tại mấy em nhìn thấy nó đang dày rồi đúng không? Tại vì mình nói mà. Rồi tiếp theo là mình phải gỡ bỏ cái đường mai chấp này của mình đi. Đây cái đường mai, cái đường chấp hai mấy dải mình chấp lại nè, mình phải gỡ cái chỉ này đi. Cái cây này nó không có nhọn, Phúc ơi đưa giùm chị cái cây nhọn mới được.
mình gỡ cái đường chỉ vằn này ra đi. Đây, chị gỡ một đoạn để chị cắt cho mấy em thấy thôi. Đây mình sẽ cắt một lớp trên nè. Tại vì mình đang chắp mà, đang chắp chỉ mà, mình phải cắt một lớp thôi. Cái kéo này nó nhỏ xíu à ha, cho nên mình lòn mình lắp vô mấy cái góc nhỏ này ha. Thì mình chưa có tháo. Mấy đứa cưng lượt có cộng cái đường chỉ này mà nó lỡ nó dính vô cái đường thêu thì bỏ luôn kệ nó, mình cắt được tới đâu thì mình lắp tới đó, tại này chị dằn ở phía bên ngoài thì chị tháo ra đó. Còn hoặc là mình lượt tay á thì nó không có được chắc như là mình may mái như thế này, cho nên mình phải may mái tháo nó hơi khó hơn tí xíu, kỹ hơn chút xíu. Nó hàng ngàn kiểu thêu luôn ha. Rồi đợi xíu nữa chị lấy một cái bộ đồ chị thêu xong cho mấy em xem. Cái bộ đồ bộ. Hôm đó là chị nói về thiêu tay ha, thì hôm nay chị sẽ nói về thiêu máy. Đây là mới có bề mặt thôi nha, là cưng thấy nó hết vậy rồi nè, nó mỏng bình thường rồi nè ha. Rồi bây giờ bề trái còn dư mình phải cắt bỏ luôn nè. Là hai cái đường mình chắp lại nhưng mà không thấy. Cái này nè làm như dạng đồ là làm cái này làm cưng áp dụng cho mấy cái đầm mà của cái cô hôm trước mà bị ngắn đó, cưng áp dụng vô mấy cái này được nè nha. Tại vì cô mua đầm là một cái tới mấy triệu lận mà nó bị ngắn so với tầm của cô đó, thì bây giờ cưng sẽ áp dụng như vậy nè. Cưng cứ lên thêm cái phía dưới này, cái like phía dưới này nè. Cái phía dưới này mình chấp nè, cái phía dưới mình chấp nè, là mình làm cái màu sậm hơn 80 so với bên trên. Cưng sẽ chọn cái chỉ sậm tương tự ở dưới, cưng lên làm lên là rất là đẹp, không ảnh hưởng gì hết, chứ không cần phải chấp một thứ giải. Tại vì đồ mua chợ là mình mua giải nó không có một thứ đâu, thì mình sẽ phải áp dụng mình mua cái giải 80 với nó, rồi mình sẽ dùng cái chỉ nó tương tự như vậy để mình trang trí nó, rồi làm luôn cái lai tai hoặc là cái vòng cổ ha. Hoặc là em thêu lên đó một dây bông nhỏ, bông nhuyễn, bông rơi gì phía bên trên cổ đó để mà mình tạo cái hiệu ứng. Người ta nhìn người ta sẽ không biết là cái đồ mình được chỉnh sửa ha. Đây, chị đang chỉnh sửa đây nhưng mà chị sẽ cho mấy em xem. Đây bây giờ cưng nhìn thấy cưng biết đồ chắp nói không? Yeah. Không biết luôn, đúng không? Đây nè, lúc lần này chắp nói nhìn biết nè, cái đường dãy nè, thấy không? Nhìn thấy là biết liền. Yeah. Nhưng mà sau khi chị đã làm xong mấy em nhìn vô đâu có biết đâu, cứ nghĩ là chị thêu hai đường thôi. Yeah. Ha. À rồi cưng muốn lên qua văn thế nào thì mình lên, nó có còn nhiều cách thiêu lắm nhưng mà chị hướng dẫn nhanh thôi ha. Rồi bây giờ chị đi ủi. Cái cậu ủi mình bữa nay nó sẽ tan nát cho như thế này đây. Tại vì Tết chị mai đồ đỏ. Đây, còn rất nhiều đồ đỏ đây. Cưng tưởng tượng đi nè, thành ra là cái cầu ủi của mình nó sẽ te tua luôn. Rồi bây giờ chị sẽ ủi ha. Trước tiên thì mình cũng như những cái đồ trước thông lệ thì mình sẽ ủi bề trái trước đây. Cái video có lẽ nó hơi dài nhưng mà lỡ rồi chị phải làm cho mấy đứa em hiểu cái quy cách luôn ha. Cái này là để chữa cháy nha, để chữa cháy những cái áo bị ngắn. Còn thiêu mà chừng nào chị vô nguyên bộ chị sẽ làm nguyên bộ luôn cho mấy em học từ đầu. Rồi cái này là chị chưa có hơ nha,
đúng ra là mấy đứa cưng phải đi hơ cái này đi ngang kê vô đèn á, mình hơ đi mình hả ủi, mà tại vì chị hơ hơ thì dễ rồi, ai hơ cũng được mà. Đây rồi chị sẽ ủi cái lai tai luôn, rồi chị sẽ lấy cái bộ đồ chị thiêu xong cho mấy cái em xem cái bộ đồ chị thiêu cho khách, cho mấy em xem. Cái này là dính giấy nè, dính miếng giấy cuộn nè, hơ xong nó sẽ đẹp lắm, nó không có còn mấy cái lua tua này đâu. Mấy cái này tại chị chưa hơ nè, cứ nhìn thấy cái độ bóng của nó không, cái độ bóng của chị ấy, nó rất là bóng luôn nè, thấy không, nó ánh lên nè, thấy không, đều mà tại vì chị chưa hơ đó nha, chứ hơ xong nó rất là đẹp. Lỡ rồi chị sẽ ủi phía bên đó luôn, bên tay đó luôn cho rồi. Cái đây cái like cho tụi cưng ngắm lại một lần nè, nè mấy đứa cưng nhìn có biết là cái like nói hay không? Không biết đâu, mà tại vì là chị nói nè, cái bông nó có hoa văn, cái màu nó giống nè, thấy không, rồi cái quần mặc giống như vậy, cái quần mặc màu này, cái quần mặc màu như thế này luôn, cho nên chị mới lên màu này nha. Rồi làm cho đến hết cái like rồi xong mình sẽ làm cái tà lại đây nè. Cái bằng chứng là chị tháo cái tà một đoạn nè, cưng thấy không, đây nè. Dạ thấy. À rồi chừng nữa mình sẽ may cái tà lại y cũ cho khách của mình. Dạ. Là tại vì chỗ này tình nghĩa lắm chị mới làm, chứ bình thường chị không có lẫn cái này là vào lúc này đâu. Giờ chị lấy cái áo ha. Ôi trời ơi, phát nãy giờ. Nãy giờ em nó mở cửa nè, chị nói sao nóng quá nó mở cửa nó không khép lại. Đây. Để chị lấy bộ đồ chị khoe. Để chị ủi lại cái, tại vì là cái này mình chưa có ủi kỹ nha. Để chị ủi lại, chị xong chị cho mấy em xem. Làm xong rồi cái lính quýnh đây. Đây nè mấy em thấy cái đường thiêu không? Thiêu rồi là mình châm lỗ nè, thấy không? Nè chị châm lỗ nè. Nè cái này là cái lai tai của mình nè, cái lai tai của mình nè. À rồi đây là cái cổ nè, cưng thấy cái cổ áo không, xung quanh cổ áo nè, để chị trải cái áo ra. Đây tổng thể cái áo, để chị ủi sơ sơ cái rồi chị sẽ cho xem nguyên cái áo. Cái này là khách sẽ thấy cái này là sẽ phải yêu cái kiểu này thôi, không bao giờ chê được. Có điều là đặt ở chỗ tiệm chị làm cái này á thì lâu lấy nha. Với lại chị thiết kế theo từng cái form, từng cái dáng của khách nha, chứ không phải là chị làm nhắm chừng được. Đây là cái lai nè. Nè ha, lai áo nè. Nè ăn mình thêm ngang lai áo thì nó cũng châm nè, nó cũng châm lỗ đó nha. Nè châm nó mình mới nhìn thấy nè. Rồi thì rồi đây là áo bình thường. Cái áo người này khoảng 55 kg. Chị cũng có một bộ như vậy nhưng mà cũ rồi. Rồi xong là cổ của mình rồi thiêu lai tai. Rồi quần, cái quần thì cũng vậy. Cái quần thì mình cũng thiêu lai phía trước nè, hai lai quần của mình. Cho nên mặc lên bộ đồ rất là đẹp nha. Nhưng mà tiền công thì nó phải cực công thì khách biết rồi đó, thấy mình làm thì biết rồi đó. À, đó là một bộ đồ thiêu, thiêu nên là hoàn chỉnh rồi đó. Còn cái kia là chữa cháy. À, rồi vậy mình kết thúc video ha.